Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Tăng tốc từng ngày để cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây về đích cuối năm 2022. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây để đảm bảo dự án về đích đúng hẹn cuối năm 2022. Tin từ Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông cho hay, dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây hiện đạt sản lượng 45%, chậm khoảng 0,9% so với kế hoạch. Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông cho biết, nguyên nhân chậm chủ yếu do ảnh hưởng mùa mưa đến sớm. Tuy nhiên, khối lượng chậm tiến độ là không nhiều. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án Thăng Long, đại diện chủ đầu tư, quyết liệt chỉ đạo nhà thầu tăng cường các mũi thi công và tranh thủ thời tiết thuận lợi để nhanh các hạng mục nền đường, móng mặt đường, bê tông nhựa để hoàn thành dự án đúng kế hoạch cuối năm 2022. Được biết, cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây dài khoảng 99 km đi qua địa phận hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Dự án được khởi công từ tháng 10 năm 2020, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022. Giai đoạn 1 được xây dựng theo quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 12.577 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là hơn 7.200 tỷ đồng. Trước đó, tại cuộc họp giao ban tháng 5 mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thế đánh giá một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong tháng 6 và những tháng tiếp theo là phải thúc đẩy tiến độ của cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, đây là hai trong bốn dự án thành phần cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, hoàn thành cuối năm 2022. Trong khi đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 đạt 62,3%, Cam Lộ - La Sơn đạt 86%, thì Vĩnh Hảo - Phan Thiết mới đạt 38,4% và Phan Thiết - Dầu Dây mới đạt 45%. Tiến độ của bốn dự án này đang khác nhau rất nhiều nhưng lại phải cùng về đích vào cuối năm nay. Do đó, phải tăng tiến độ từng ngày ở hai đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Dây. Vướng mắc chỗ nào phải lăn xả vào giải quyết, phải tranh thủ từng ngày, từng giờ, tranh thủ thời tiết thuận lợi, làm 3K, 4K, làm sao để đảm bảo bốn cao tốc này về đích đúng hẹn, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu.